Pep Guardiola và thách thức chia tay Ilkay Gundogan tại Man City. Mùa qua, Pep Guardiola đã đạt được thành công rực rỡ với quyết định canh bạc trong việc sử dụng Erling Haaland. Tuy nhiên, việc chia tay tiền vệ Ilkay Gundogan đã để lại một khoảng trống đáng kể. Mất cầu thủ người Đức này là một thiệt hại lớn đối với Man City. Dù đã từng nói lời tạm biệt với những huyền thoại như David Silva, Sergio Aguero và Vincent Kompany, đội bóng vẫn duy trì phong độ tốt. Tuy vậy, việc mất Gundogan, người đã góp phần quan trọng trong thành công của An Ba, là một thách thức mới cho Guardiola. Không thể lấp đầy khoảng trống. Tân binh Mateo Kovacic, dù được đánh giá cao, có thể không thể thay thế Gundogan một cách trực tiếp. Mặc dù Man City đã cố gắng chiêu mộ các tiền vệ như Declan Rice và Jude Bellingham, nhưng việc thất bại trong cuộc đua cho hai mục tiêu này đã để lại một khoảng trống. Thông tin về việc nhắm đến Gabriel Veiga từ Celta Vigo cũng chưa rõ ràng. Dường như Pep Guardiola đang tìm kiếm một tiền vệ phù hợp với phong cách của mình. Bùng nổ tiềm năng trẻ. Man City có thể dựa vào các tài năng trẻ như Kovacic, Phil Foden và Julian Alvarez để gánh vác vai trò mà Gundogan để lại. Đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ phát triển và thể hiện mình. Tuy nhiên, để duy trì sự ổn định và đạt được thành công, Man City cần đảm bảo không mất đi những cầu thủ quan trọng khác, đặc biệt là Bernardo Silva. Vai trò của anh ta không thể dễ dàng thay thế và sẽ là một thử thách cho Pep Guardiola trong việc duy trì sự cân bằng và hiệu suất của đội bóng.